Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Thì sau đây sẽ là tập 2 của series game Reflection Armageddon. Để cái con người đó chứ. À, đây rồi. Sam, what the hell happened? Unknown. Data recording was knocked offline, presumably during the crash. The last entry. Thì bây giờ chúng ta mới bị rơi từ trên kia xuống. Và bây giờ phải tiếp tục với cuộc hành trình thôi. Ui, đạch, 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 đạch. Ui, chúng ta hết súng rồi. Bây giờ khỏi khẩu gì? Rồi mình có khẩu đôi tay, một cái búa này. Nhưng một khẩu nam châm như giống như là cái súng ở trong cái cỗ máy vừa rồi của tập trước đây. Vẫn là ấn Ctrl để ngồi xuống. Ui, đạch. What is that thing? Chuẩn đấy. Sam, I really don't like this. Can you get in contact with Bastion? We have to warn him. I have made 36 unsuccessful attempts to contact Bastion in the last minute. Great. Địch, 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 địch. Damn. Darius, I'm detecting faint signs. Ôi, nguy hiểm quá. Hello? Hello? Is anybody here? Somebody there? Hello? Hello? Địch, 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 địch. Sam, can you get a lock on that thing? Analyzing. Negative. The subject is moving too quickly. Sam, where the hell are we? Stuff looks pretty old. These structures match the estimated age of the temple. So what happened to the people who built them? Ultra Recon Squad, day 40 something, 7? We lost Gomez last night. It's 6 now. Another night like this and we'll have a mutiny on our hands. I don't give a shit about scientific discovery anymore. I care about getting the hell out alive. We shouldn't be here. Try telling that to K-Pack. What the... Thôi à, đây mấy cái bình vừa rồi đây, mấy cái bình kiểu này này đấy, là mình sẽ trong đây là mình sẽ update mấy thứ linh tinh. Mình cũng chả hiểu mấy cái này là gì. Thôi kìa, đây chính nhé, lại không ăn được cái đấy rồi. Ôi, vẫn còn này. Mình phải tiêu tốn 1.000 cái đấy thì mình có thể update được một thứ. Thôi, update này thay đạn cho nó nhanh. Unknown life form detected ahead. Ngon. Ui, đủ. Đủ mé. À, đù. Chết, 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 chết. What the hell was that? Unknown, but I'm detecting many more headed this way. Oh, hell. Ui, 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 ui. Đù, cái súng này bắn như shit ấy. Chết đi con khốn. Đù, mẹ. Chết. 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 Chạy đâu cho thoát. These are what Hale wanted. What the hell is he planning to do? We need to get the hell out of here. Chuẩn nói. Đạch.
đừng. Ui đù, giật cả mình. Chết. Cái súng này bắn những cái cục xịt ấy. Chiều nào, chiều. Chiều nào này, ngắt đầu xem. Chết. Đây con ngựa. Đây. À. Rồi. Con chim. Rồi đi tiếp thôi. À, đây. Lại gì nữa? Ui đù. À. Ui, con này bắt đầu to hơn rồi. Did they just the pod appears to be adjusting the creatures. Let's hope they aren't bulletproof. Hình như cái này là cái chỗ mà bọn nó có thể chui ra được đấy. Đập. Chết đi. Vào đây. Vào đây. Đâu nữa. Vào đây. Chết. Chiêu thầy. Đây ra. Ôi địch vẫn phát luôn. Súng. Ôi ngon, shotgun. Có khẩu súng ăn này là không phải sợ rồi. Chiêu thầy. Một viên. Hai viên. Con địch. Đông quá. Ui, chết. Chưa quá. Chiêu thầy. À. Ôi địch. Chết luôn. Ôi cái khẩu shotgun này bắt đầu thì mình cảm thấy hay rồi đấy. Chết. Vẫn trượt. Cái con người là nó hóa ra có một cái tổ ở đây. Thằng nào bắn mãi không hết. Nào vào đây. Đâu. Ừ, nhanh hết, không biết à. Ui, tí là chỉ nhảy lên đây. Ui, đây. Ui, đù. Ngon luôn. Ấy. Ở đâu? Trêu thầy. Sam, any idea how to get out of here? Lâu quá đấy con Sam này. Cái nhân vật tên là Sam này chắc các bạn cũng hiểu rồi. Đây là một cái nhân vật mà kiểu dạng như là máy tính thông minh ấy. Có thể tùy biến trả lời mình. Hay quá. Á à, đù. Đù. Ủa ôi to hết. Ủa. Oh,
kidding me? Whoa, whoa. I like the little guys better. Stand still, you little. Wait, don't talk. Ngồi bắt đéo nên gì. Ăn đạn đi. Con khốn. Đừng con vật. Đâu có một cái tổ kia. Úi ơi, tí chết. Ở đâu? We need to get out of here now. Có một cái tổ đây. Có một cái tổ đây. Có một cái tổ đây. Chết. Trêu thầy. Get back to Boston. Hãy quay trở lại lại cái chỗ Boston, chỗ đéo làm. À đủ. Trên đây có ba hộp này. Rất là trị giá. Ui, địch. Con phốt. Chiều tao. Chết. Chết. Không chết. Ui, ra như đỉa. Đủ. Chết chưa em? Vẫn còn. Hê hê. Đồng thép. Úi giời. Đủ. Mẹ. Đồng vốn năng. Tất nhiên là ta phải ngạc nhiên với những cái điều này rồi. Radio working yet, Sam? Súng mới à? Đủ, vẫn là súng ngắn. What the fuck? Dude. Ui, nhanh cái chân nó lên. Đủ mẹ cái chứ. À đây rồi. Các bạn có thể nhìn cái chấm xanh trên kia là chứng tỏ là mình đang rất cần những gọi là chiến hữu. Mấy chiến hữu hơi bị chuối nha, đồng đội. Ôi, biến mất rồi. According to current workforce orders, there should be. Please tell me those things didn't get loose. God damn it. Someone's been messing with my comms again. I can't raise Bastion, can't raise Station. Đây. Can't get anything. I bet it was Whiteside. Đây rồi. Ui. I saw him heading out to the relay station a few hours ago. I haven't seen him since though. Sao anh? Thôi, okay. Xin lỗi các bạn nha, mình không muốn làm những cái trò này thôi, nhưng mà mình thấy hứng thú với cái nút đấm này. Đủ súng mới. Có phải con đấy. Warning, multiple hostiles detected. Where? In the cave walls. Ui, ấn R. À, đủ, hiểu rồi. Ấy. More rifts detected. Crap! Chết. Giết mày.
Ui, dập mông chưa em? Dập mông chưa? I've located the source of the transmission. Hello, is anyone there? Hello, this is Lieutenant Pierce. We picked up a distress call. Lieutenant, it's Darius Mason. Where are you guys? Mason? Jesus, everyone thought you were dead. We're loading up a convoy for Bastion. Everyone's holed up there. Kia nó tưởng mình đã chết rồi. Ôi, chưa kịp nhìn cái tên thì cái con gò đã biến mất. Ôi, nhiều chưa? Ngon vãi. Chết. Xin lỗi, không biết mấy người ở trong cái chỗ này đi đâu hết rồi nhỉ? Sao lại bị quái nó rip chết hết rồi? Con gò đó chứ. À, ui đông thế. Ui, what the fuck? You gotta be kidding. Sam, what is that thing? Unknown. The body density in the creatures increases when near the structure. Meaning what? It makes them harder to kill. Removing the structure should eliminate the effect. Chạy nhanh. Ngồi vắt vẻo cho đêm gì. Chết. Ui dã mà mông. Đùa. Chết. 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 Ui hết đạn. Hey Timmy, it's Pops. Just wanted to say happy birthday. Sorry I can't be there today. General's got us on a well, chết. The top secret mission. I'll be back in a couple weeks, heck, maybe even before you get this. Sam, try to contact Kara. She can help us track survivors, if there are any. Perhaps the creatures have yet to spread to the more populated areas. Something tells me it's not gonna be that kind of day. Xuống. Rồi, qua màn. Oh yes. Convoy's full. Wait here with the rest. I'll try to fit you in on the next drop. Ôi, chắc là những người dân bị tị nạn đấy mà. Just sit tight, Mason. We'll get you on the next. Ôi. Cái ông sếp của mình vừa mới bị làm sao phải cầu cứu. Đù. Con người mình lên đổi súng thôi. That's 3 days in a row the goddamn marauder whore has been slinging her trash at Bastion. I've told every goddamn official from here to refuge about her. They don't do anything. Well, if they won't do something about it, I will. Things are bad enough in Bastion as it is. Quân ta đông cái này sợ gì? Xong rồi thôi mấy em. Ôi, đệt. Ôi, chết rồi. Lấy nhầm súng rồi. À đây. Đủ mé. Úi giời. Ngon chim. Chạy đâu thoát. We gotta get the hell out of here. No argument from me. Mount up. Stick close. It's a goddamn nightmare. Those things killed everyone. Keep it together, Malone. Look at this. We're all gonna die. We're not gonna die. Yes. Ôi. Gì đây? Ô, có súng này. Các bạn đợi mình vài phút. Ôi, đủ hai súng mình ngon phết. Mà những mấy trăm viên mình thử đổi khẩu này đi. Rồi. Don't like the looks of this. I'm gonna go scout ahead. Malone, go with him. This is so foobard, man. Sam, you picking up anything? Thermal scans are inconsistent. Could be from the fires. It could not be.
Mình vừa mới đổi một khẩu shotgun đến một cái khẩu chả biết đây là khẩu gì. Nhưng mà mấy cái hộp bình đạn bé này thì lại không ăn được tí nào. Mình chả hiểu là chúng này có ngoan hay không. Ui đấy, đậu phộng. Ủa ôi, đùa bố. Ui con bò giống ở đâu ra. Chết rồi. Chết chết chết. Ui ôi, thử súng mới nào. Ui giời. Súng này như là điện đó. Có gì hay không? À, các bạn nên thử dùng khẩu súng đầu tiên. Bay. Bay. Chết chứ con. Chết. Ôi, đây. Ôi, đây, 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 đây. Chết. Đu 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 đu. Đu 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 đu. Súng kia đâu? Được đồng thốt. Được rồi. À, chết. À đủ. À đủ. Ở đâu bắn nhỉ? Ở đây. Chết. Chết. Ôi sao nắm thế? Trời ơi. Ui, một rổ ở đây. Vâng. Thế là ui. Lại phải sửa cái cầu. Thôi, thấy nhá, sửa cả đèn nó là sướng nhá. No, you stick with the ambulance. I can handle myself. You say so. How is that going to be any safer? Darius, scans of the building. I can see. What the hell did they do to it? Phá hủy cái này thì nên dùng 1, 2, 3, 4. Chưa chết. Chết chưa em? Ừ. Khẩu này cũng có vẻ bá đạo ấy. Không phải mất công thay đạn nhiều mà vẫn có thể chơi được. Find anything? Dead end. Đây là khẩu gì? In more ways than one. Thứ đó đâu? Looks like they got hit digging a new roadway. Đây là cái đủ cái khẩu đầu tiên. Khẩu này lâu lắm. The excavator still appears to be functioning. Malone, I'm gonna need you to haul up the excavator. The tunnel at Carver Center collapsed. I have no idea how. Ôi, chưa mở được hàng trên này. Ui, đủ còn hàng nữa đây. Ui, còn hàng nữa luôn. Cái này nhiều phết. Còn cái cuối update load. Better call in Timmy Shift to help us. We'll need everybody to get this road open back up. Kìa, rắt rắt cái gì? Ở
Thôi thì mình sẽ dừng tập này tại đây nha. Mong các bạn ủng hộ mình. Hãy nhấn một like và một subscribe cho mình để mình có thêm động lực để làm những video tiếp theo nha.